Đầu tiên chúng ta xét đến căn bậc 2 của một số thực âm. Đối với một số thực âm thì căn bậc 2 của nó là gì? Chúng ta sẽ có đây. Các căn bậc 2 của số thực A âm. Nhớ là A là một số âm nhá. Thì chúng ta sẽ có đây, nó sẽ là này. Cộng trừ y nhân với căn bậc 2 của trị tuyệt đối của A. Tại sao lại như vậy? Thầy lấy ví dụ. Căn bậc 2. Ví dụ nha. Căn bậc 2 của căn bậc 2 của anh nào? Của âm 9 chẳng hạn là nó sẽ là cộng trừ căn bậc 2 của âm 9. Đúng chưa? Nhìn viết rất lạ đúng không? Rõ ràng từ lớp 1 cho đến lớp 12 chúng ta học đến chương này mà chúng ta mới được viết như thế này. Đấy. Thì đối với âm 9 này chúng ta sẽ tách ra cộng trừ này, căn bậc 2 này. Âm 9 thì 9 nhân với âm 1. Đúng không? Âm 1 thì lại bằng y bình phương cộng trừ căn bậc 2 của 9 nhân với y bình phương. Đấy, xong rồi. Bây giờ chúng ta khai căn bậc 2 đi bằng cộng trừ y bình phương đưa ra sẽ là y, 9 đưa ra sẽ là 3y. Đấy. Đó chính là căn bậc 2 của một số thực âm. Và các em hiểu rồi nha. Đến bây giờ trong trường hợp là số đó là số phức có dạng đại số là A cộng với BI. Vậy thì căn bậc 2 của số phức này chúng ta tìm như thế nào? Bằng phương pháp tự luận. Chúng ta có đây. Căn bậc 2 của một số phức. Đề bài cho số phức Z bằng A cộng BI. Trong đó AB là thuộc R. Thì khi đó số phức V kép bằng X cộng với II là căn bậc 2 của số phức Z khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi. V kép bình phương bằng Z. Đúng chưa? V kép bình phương bằng Z. Thì lúc đó này, V kép là X cộng với II. Z là A cộng BI. Chúng ta đặt hết vào cái đẳng thức này thì chúng ta sẽ có, tức là X cộng với II tất cả bình phương bằng A cộng BI. Về bên phải là số phức có dạng đại số. Về bên trái là bình phương của một số phức. Vậy chúng ta cũng biến đổi và đưa về dạng đại số của một số phức.